ôi, cái hai đứa con, nếu hai đứa con mà mẹ vẫn phải làm này. Thằng cu nó quyết đặt cái gì bẩn thế chứ này. Mới dậy à? Này, quét nhà luôn đi. Con sợ mẹ chăm chỉ mẹ quét hộ. Mẹ mà phải chăm chỉ á? Có hai đứa con lớn để làm gì? Quét nhà kiểu gì thế này? Mẹ ăn chưa phạt con nó quét nhà, con quét bẩn quét từ hôm qua đến giờ mà hôm nay thì nghe vẫn phải sạch chứ. Hôm qua con vừa quét xong rồi, mẹ mày gọi bạn của mẹ vào ăn bầy đế thế đấy thì được bẩn. Mày này đổi vãi lung tung rồi. Thì bọn nó vất chưa, tao cũng vất đâu. Mày đi mà bảo bọn bạn tao ấy. Giờ bạn mẹ vứt ở đây thì con quét đi. Thôi, quét sạch đi nghe. Nên là bắt nó lau cả cái kính nhỉ. Kính tiện này bắt nó luôn cả kính tí bẩn bẩn này. Cún đâu? Đang quét bằng phải quét. Nhớ mình lắm hay sao ấy? Bảo cái gì ạ? Mẹ đứng. Mẹ bảo con cái gì ạ? Đứng ngay kia mà mẹ gọi mấy câu rồi mới thương. Này, nhìn thử xem có thấy cái gì đấy đâu. Cái bức tranh đẹp lắm mẹ. Bức tranh thì rất là đẹp rồi, nhưng mà nhìn thấy cái kính có cái gì đâu. Con thấy bức tranh ngoài ra, ngoài cái kính này thì còn có cái kính thôi mẹ. Còn cái gì đâu. Mày nhìn kỹ lại cho tao nào. Sau khi con nhìn thật kỹ, con thấy một cây gậy đông ngộ không ở đây mẹ. Con muốn ăn gậy luôn không? Tin mình giật ra mình cho mày ăn cái gậy luôn được không? Nhìn lại nào. Con không nhìn thấy đâu, mẹ bảo con đi. Mà dạo này mắt con mờ lắm. Năm mấy tuổi đầu mắt nó đã mờ rồi. Nó mờ hơn cả mắt mình cũng thấy là con đầu xuân năm mới. Để cái kính nó bẩn như thế này, làm sao mà người ta vào nhà mình chơi mà có lộc được hả con? Đi anh lau rau quét nhà nhanh lên, xong lau hai cái kính này mẹ nhớ chưa? Mẹ ơi, cuối năm mới dọn nhà chứ đầu năm cũng dọn nhà. Chuyện nhìn lý do thì chấu ấy nhỉ? Có dọn không? Do thường ở bây giờ nhà bẩn thì dọn chứ gì nữa. Cứ gì đầu năm với cả cuối năm. Dọn đi để mẹ với Vi đi chơi. Ở trong tiếp mình chả phải làm gì, chả bù cho anh cuốn. Phải làm nhiều việc, mình chỉ ngồi ăn. Ông mình chưa làm bài tập à? Mấy ngày nữa đi học với quá phụ ca. Ôi giời, suốt ngày bài tập. Ừ nhỉ, nghỉ Tết mà hắn phải làm bài tập thế, vậy là gì là nghỉ? Ừ, anh cứ làm đi kệ, khi nào em làm. Dạ. Không làm ha, đứng góc lớp ấy. Đi làm đi. Dạ, mà đứng góc lớp xấu hổ lắm. Thôi mình đi vào làm bài tập. Ơi, nhiều môn thế này. Môn sử này, môn toán này, môn sinh này, môn văn này, môn âm nhạc này, môn mỹ thuật này. Trời ơi, nhiều thế, làm con chào mẹ hết ơi. Nay gọi gì nghỉ Tết nữa. Ôi, sao mẹ ăn nhiều bài tập không? Sao chán nhỉ? Sao chả có ai tham gia bài của mình nhỉ? Hôm qua lỗ mất mấy trăm nghìn. Khổ thân các con tôi. Vịt ơi, đi cho ngon. Ừ,
nhưng mà mẹ ơi, con đi đấu này. Đấu này à? Nghĩ xem nào. Cuốn. Dạ. Làm sắp xong bài tập chưa? Con chưa, con gần mới làm một bài đây mẹ. Ừ, được, hôm nay ngoan ngoãn chăm chỉ tốt. Này, đấy, mẹ cho thêm một đống bài tập để của em Việt nữa. Làm nốt cho mẹ nha, làm hết đống bài tập này nha. Hello mẹ. Đi, Việt ơi, mẹ con mình đi chơi ơi. Đi, hai mẹ con mình đi.